Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, quê tôi ở Bình Định, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm kế toán. Khả năng ca hát và đam mê của tôi được thừa hưởng từ bố. Đến với cuộc thi này, tôi đang thực hiện được giấc mơ của tôi và bố, đó là được thấy con gái đứng trên sân khấu lớn và thể hiện những ca khúc thuộc dòng nhạc mà ông yêu thích. Thank you.
Anh thương trọn.